Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt thì tiếp tục về series thử thách người cuối cùng. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu là mấy anh chúng tôi thực hiện thử thách người cuối cùng còn làm họa sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách người cuối cùng còn làm họa sĩ nhé các bạn nhé. Thì luật chơi cũng rất đơn giản, mọi người cứ vẽ tranh theo trí tưởng tượng và theo đề của tôi các bạn nhé. Ai mà vẽ xấu nhất đấy thì là sẽ phải uống những cái lon nước yến này, và chúng ta sẽ tìm ra người cuối cùng nhá. Giải thưởng dành cho người cuối cùng sẽ là 1 triệu đồng. Các bạn ơi, hôm nay thử thách vẽ tranh thì tôi là Alexander Simang, các bạn biết rồi. Là anh em mấy cả Alexander gì ở bên Nga, bên vệ bên gì Russia bạn ơi. Hôm nay tôi nhất chắc ba kia tuổi gì. Nó toàn đấy cái biểu tượng ấy, thần tượng vẽ ở đâu, đỏ đâu, chúng nó vẽ ra cái gì đâu. Nó cứ đòi ví. Ví cái gì thực hiện đi. Tôi không nói nhiều, thực hành là chính nhé. Vẽ hội họa thì không mạnh thật, nhưng mà tôi mà không mạnh thì những thằng kia làm sao mà mạnh bằng tôi. Hôm nay tôi không ăn thì ai ăn. Và vì đây là thử thách người cuối cùng còn là họa sĩ, vì thế là tất cả các bức tranh thì chúng ta phải tưởng tượng ra để vẽ nhá. Và theo đề chủ đề của tôi các bạn nhá. Rồi. Thì mỗi một bức tranh thì mọi người chỉ có 3 phút để vẽ thôi. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức tranh thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ vẽ một cái cây. Đấy, bây giờ bắt đầu vẽ đi. Vẽ cái cây các bạn nhá. Đó, thời gian là chỉ có 3 phút cho tất cả mọi người thôi các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, phòng thì vẫn chưa thấy vẽ gì các bạn ơi. Phòng cầm bút cũng đúng kiểu bọn họa sĩ thật đấy các bạn ơi. Đấy, đấy, giống đấy. Rồi, các bạn ơi, tí nữa xong thì bước tô màu các bạn nhá. Tiếp tục là em Hiếu này các bạn ơi. Hiếu ơi, em vẽ cái gì đây em? Hả? Vẽ gì cả em? Bước đây là thành cái cây là được đúng không? Ok. Đã phát họa nhá các bạn nhá. Còn tiếp tục là đến Phương Ngũ Côn nhá. Cả đây khả năng tôi thấy phát họa đẹp nhất vẫn là Côn rồi. Đây các bạn ơi. Chắc chắn là khả năng là kèo này Côn sẽ chiến thắng rồi các bạn ơi. Xem em Tâm nào. Tâm ơi. Em vẽ cái gì đây? Em vẽ cây đấy. Ui bạn ơi. Cây này tôi thấy là cũng đẹp. Cũng đẹp đấy. Đấy thì nói chung là cũng được. Thì là các bạn ạ, thì là chúng tôi là sẽ cho 3 phút để mọi người đi màu và vẽ các bạn nhá. Để xem ai sẽ là người chiến thắng trong cái thử thách người cuối cùng còn là họa sĩ ngày hôm nay các bạn nhá. Tôi thấy là tất cả mọi người bắt đầu đi màu rồi các bạn ơi. Đây, Tâm bắt đầu đang đi màu rồi. Đó. Đấy các bạn ơi, Tâm đi màu có vẻ là rất là nét các bạn nhá. Chuyên nghiệp mà. Đó. Còn là Côn, còn bên này là Côn này các bạn ơi. Côn đây là đang đi màu với màu xanh nhá. Đấy, thân cây thì màu lâu là chính xác rồi. Còn Hiếu này. Rồi xong. Hiếu thì vẽ một cái cây thì có vẻ rất là đẹp các bạn. Đây cây này vừa bị sét đánh xong. Đi màu đây. Rồi. Các bạn ơi. Phòng đẹp đấy. Được các bạn ơi. Được. Phòng này khả năng có vẻ là đẹp nhất rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là thời gian đã hết nhá. Thì bây giờ tất cả mọi người hãy giơ cái bài thi của mình lên. Rồi các bạn ơi. Chúng ta đầu tiên là đến với bài của phòng các bạn nhá. Bài của phòng thì vẽ rất là đẹp, rất là chi tiết các bạn nhá. Đây có cây có gốc luôn này. Nói chung là bài này sẽ là bài là đạt điểm cao nhất rồi. Ok nhá, bài này sẽ tôi sẽ là lấy là điểm cao nhất. Bài cho là 9 điểm nhá các bạn nhá. Ok. Đó, tôi chấm luôn, 9 điểm. Rồi. Tiếp tục sang bài của em Hiếu à. Hiếu ơi. Mày vẽ cây này toàn cây vuông à? Cây này là cây cổ thụ, anh ấy đùa, anh chán anh thật. Cây này kiểu như là có người ta cưa hết rồi. Thôi các bạn ơi. Cổ thụ. Bài này thì tôi chấm cho đúp 6 điểm nhá. 6 điểm về chỗ. Ôi các bạn ơi. Một cây cũng rất là đơn giản các bạn ơi. Cây chỉ cần đơn giản thế này thôi. Nhưng mà nó thành đẹp các bạn ơi. Đấy, kiểu như là nó đúng kiểu dạng cái cây nhá các bạn ơi. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đúng dạng cái cây, thân cây, gốc cây và có tán lá như này. Rồi, bài này tôi sẽ chấm 7 điểm. Ok. Em 5 điểm. Em ơi, đây là mày vẽ cái gì cái chảy à? Cái cây đây, gốc đây, rễ à, thân đây. Thôi các bạn ơi, chùm đây. Thế này thì thật thế này đặt ra thì không ai nghĩ là đây nó sẽ là cái cây cả. Thôi các bạn ơi. Đây thì tôi chấm 5 điểm nha các bạn nhá. Thôi các bạn ơi, như tổng kết vậy là vòng 1 thì là Côn và Phòng là người cao điểm nhất và hai người sẽ phải uống nước yến, đó chính là Hiếu và Tâm nhá các bạn nhá. Uống đi. Đang khát các bạn ơi. Còn đầu uống cho thoải mái cho nó mát. Nói chung là vẽ thế này thì thật sự là đây gọi là cái cây á, đùa. Không hiểu mà là nghĩ cái gì. Vẽ anh gốc đến đây thôi, em vẽ anh gốc cao thế. Thật đấy. Rồi, thế uống đi. Của em nói thật còn nó đẹp hơn anh Côn. Không, cái của em không thể nào đẹp bằng Côn. Thật đây này, các bạn nhìn là đơn giản không? Đơn giản mà đẹp nhá các bạn nhá. Đây thì lại cần làm gì phải tô màu.
luật chơi ngày hôm nay không phải tô màu. Nói chung là vẽ ra những chi tiết như ở tầng phòng hôm nay là đẹp nhất các bạn. Đói. Ok, đã xong nhá. Đó các bạn ơi, sang phòng tiếp theo nhá. Thì chúng ta sẽ đến vẽ một cái điện thoại các bạn nhá. Điện thoại đơn giản thôi. Ok nhá, mọi người bắt đầu tập trung vẽ nhá. Các bạn này, Hiếu thì vẫn đang suy nghĩ xem phải vẽ cái điện thoại như nào các bạn nhá. Đây các bạn này, xem phòng đúng kiểu cầm kiểu bút của nghệ sĩ các bạn này. Nghệ sĩ gì? Thì là trong tem tôi thì phòng có mỗi phòng là có bằng thạc sĩ các bạn. Chết rồi. Thạc sĩ gì? Đó, thì tiếp theo là Hiếu nhá. Hiếu ơi. Các bạn này, Hiếu mới đi cái đường viền cũng rất là giống này. Điện thoại em ơi, điện thoại đéo gì điện thoại này. Méo thế. To thế hả? Mình bây giờ điện thoại phải to cho em này. Đây là iPhone 19 à? iPhone 19 đã mắt chưa? Các bạn ơi, côn nhá. Côn vẽ rất là nhỏ. Nhưng quan trọng là tí nó để xem lên màu nó có giống hay không các bạn nhá. Cố lên. Điện thoại thì chúng ta chỉ cần vẽ cái đơn giản thôi. Các bạn thích vẽ mặt trước cũng được, mặt sau cũng được. Đây các bạn ơi. Tâm nhá. Đây là tâm. Nút hôm. Tâm thì nút hôm anh thấy là hơi sai. Thế anh ấy nút hôm là Samsung mà. Đâu có Samsung à? Nút hôm Samsung. Samsung là nó là hình chữ nhật mà em. Đây em vùng vuông. Đây kiểu nút ấn mở đấy. Ok. Cũng cả loa ngoài có gọi là camera kép các bạn ơi. Các kiểu này. Ok như vậy nhá. Để xem ai là cái vòng vẽ điện thoại này, ai sẽ là người chiến thắng các bạn nhá. Điện thoại phải có. Rồi các bạn này, Hiếu bây giờ bắt đầu là người đi màu các bạn nhá. Hiếu thì nó thích màu hồng các bạn này. Ai đẹp đấy Hiếu ơi. Em ơi, có cả điện thoại màu hồng thì chưa dành cho nữ à? Tại nhưng vì mà em yêu màu hồng ghét sự thủy chung. Ghét sự thủy chung. Rồi. Ok. Rồi các bạn đây. Tiếp tục là đến là phòng nhá. Phòng đang vẽ theo kiểu là 3D các bạn ạ. Đấy. Đây là iPhone 11. Đâu iPhone 6 thôi, cháu vẽ iPhone 6 hơn 7 thôi. iPhone 6 à? Nhìn nó có điểm nhấn là cái nút home. Đấy. Ok, rồi tiếp tục, quan trọng là lúc mà mình đi màu với các bạn ạ. Quan trọng nhất đó là vẫn là lúc mà mình đi màu. Xem là ai là người đẹp nhất nào. Điện thoại màu sao? Tâm ơi, em vẽ cái gì đấy? Điện thoại phải có trò chơi ấy. Game à? Đang game gì ấy? Free Fire, súng ra thành điện thoại. Được, rồi khá. Rồi vẽ đi em, đi màu đi. Mọi người xong chưa? Rồi. Mọi người cùng giơ bài thi của mình lên xem nào. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với bài của phòng đầu tiên. Phòng mày tả về cái điện thoại của mày xem nào. Điện thoại 3D nó phải thế, các khung cơ mà. Nhưng mà tôi nhìn từ đấy là chả giống cái điện thoại. Điện thoại của phòng giống con gì nhỉ? V2 à? Ừ đúng, chính xác cả giống con V2 ấy cả. Thế mà đây là iPhone 7. Đây là iPhone thì iPhone 6 là sai rồi. Đây là cũng có giờ nhá, 11:30. Đấy, nói chung là cũng không giống lắm các bạn ơi. Thì tôi cái với cái bài thi như này tôi chỉ chấm cho 6 điểm thôi nha bạn nhá. Đấy, 6. Các bạn ơi, mày vẽ cái gì đấy? iPhone 14 cải biến em tự sáng tác ra, mai mốt em sản xuất iPhone 14. Các bạn ơi. Thế này có đưa đùa đi làm họa sĩ em ơi. iPhone 14 này, ghi này. Cái này khác gì cái cục gạch, đây đúng kiểu cục gạch. A B C D E F. Em phải thằng nào mới bấm này nhắn tin cho người yêu thiếu dấu à? Thôi các bạn ơi, như này là tôi chỉ chấm cho 2 điểm thôi. 2 điểm. Cái của côn. Đây các bạn ơi, cái của côn cũng rất là đơn giản nhưng mà cũng giống nhá các bạn nhá. Rồi. Đây các bạn ơi, đây là 9:30 đây là điện thoại gì đấy? iPhone giờ nó quả hai cái cục sạc cái cục sạc đi. Đây sạc là cái mắt đấy này. Sạc đấy là hai cái loa. Đây là một cái cục sạc một cái tai nghe. Đây là sóng này. Ok. Đây là wifi này. Đây là sóng này. Đây là cái mắt ấy trên này. Wifi sạc nó giữ. Rồi các bạn này thì là đây là cái côn là thiết kế bây giờ sạc cắm ở trên này xuống. Cái côn là cắm dọc từ dưới lên các bạn. Nói chung là cái này thì cũng đẹp hơn hai cái kia. Nó phải như này. 7 điểm nhá. Rồi. Đây là điện thoại gì đây? Điện thoại iPhone. Sẽ là kiểu này nhỉ? Thôi các bạn này. Thì tôi thấy cái này còn tồi tệ hơn cả cái của phòng các bạn này. Nhưng mà là có vẻ là cũng là giống cái điện thoại. Nhìn từ sơ qua thì có vẻ là giống cái điện thoại. Nếu như chúng ta lối mấy cái liền này lại nhá. Thì nói chung là cái bài này cũng ok đấy. Đấy, tôi sẽ chấm cho 6 điểm. Thôi các bạn này. Như vậy là trong vòng này thì là có côn được 7 điểm. Em tâm được 6 điểm. Phòng được 6. Và em phòng được 6. Nhất. Thì phòng này thì có duy nhất một mình em Hiếu uống nhá các bạn nhá. Rồi. iPhone ABCD em cửa gì cả là mờ. À là em 14 Pro bây giờ là vẫn phải dùng bản phím cứng. Các bạn ơi, thật sự đây tôi là chấm 2 điểm. iPhone này không có chữ A nữa. Không điểm. Ok rồi, xong rồi nhá. Các bạn ơi thì chúng tôi toàn là những họa sĩ nghiệp dư thôi. Thì nói chung là chưa tốt nghiệp ở nước Việt Nam mà tốt nghiệp toàn ở châu Âu thôi.
Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với bức tranh tiếp theo nhá. Thì chúng tôi mà vẽ hơi tồi tệ thì mong rằng các bạn thông cảm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức tranh tiếp theo. Chúng ta vẽ một cái đơn giản thôi, vẽ con vật, vẽ con cá. Rồi, mọi người cứ tư duy và tưởng tượng đây. Con cá, bây giờ chúng tôi chỉ cần vẽ cái khuôn thôi. Cái khuôn chúng ta đi màu thế nào cho nó đẹp, mà mọi người nhìn vào đó có vẻ là đẹp nhất và nhận ra đó là con cá, chứ đừng ông nào vẽ con cá lại hình như con mèo thì hơi buồn các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, của Phòng nhá. Phòng vẽ phác họa con cá thì như ghi lọ các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, nọ nỗi nào giống đấy, nhưng mà cái đuôi này thì tôi nghĩ là cũng chưa giống lắm các bạn. Đuôi gì vậy đấy. Ok nhá, thì là tí nữa phác họa xong phải lên màu thì nó mới giống được. Đấy các bạn ơi, tiếp theo là của em Hiếu này. Hiếu ơi, em vẽ con gì đấy? Cá này em chưa lên màu. Em chưa lên màu à? À, ai giờ cá bị tật. Đây là cá, đây bị cá tật xấu. Hả? Đây là cá biển. Cá này đúng kiểu bị tật ở đuôi rồi. Vẽ con cá này tôi tưởng quả xoài. Rồi gọi đây. Côn nhá. Côn là kép đôi của cá này. Cá này, côn vẽ cũng rất đơn giản nhưng tôi thấy là từ đấy là giống nhất, cá này cân nhất so với hai thằng kia. Ê các bạn ạ, đức tốc thế là xong rồi gì? Thì sao rồi? Tôi nghĩ là này côn sẽ là người đẹp nhất. Bây giờ chỉ cần đi màu xung quanh thôi. Tôi nghĩ là sẽ là người đẹp nhất rồi. Giờ sẽ đến em Tâm nhá. Tâm ơi, em vẽ cái gì đấy? Cái diều à? Cá nhờ, cá phải có vảy. Sao bé thế? Bé bé thôi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ mọi người đi màu nhá bạn nhá. Và các bạn ơi, sau thời gian 3 phút thì mọi người đã xong bài thi của mình nhá. Tất cả mọi người giơ lên. Đấy. Rồi các bạn ơi, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bài thi của em Tâm nhá. Tâm ơi, em miêu tả về cái bài thi của em đi. Anh ơi, con cá của em nó hơi bé, nó mới đẻ các bạn. Đây là các bạn, nếu mà tôi nói thật nhá, nhiều bạn nhìn vào đây thì không biết đây là cái gì thật. Thế thì em mới phải viết ra đây cho các bạn biết. Rồi các bạn ơi, đây là Tâm vẽ con gì đây? Con cá ruby. Rồi các bạn ơi, cái này tôi sẽ chấm cho được 2 điểm nhá. 2 điểm các bạn ơi. Bài rất là xấu. Rồi các bạn ơi. Tiếp theo là bài của Côn, vẽ rất là đơn giản, rất là giống hình con cá nhá. Cá cũng chép. Rất là cân. Đây là loại cá chép thì rất là giống rồi. Mỗi tội là vảy là hơi mọc lộn xộn tí, con cá này bị biến dị các bạn ạ. Đó, thì là tôi sẽ chấm cho cái bài này là 7 điểm nhá các bạn nhá. Cũng rất là ok. Yeah. Tiếp tục của em Hiếu. Rồi. Của tôi nhá các bạn nhá. Hiếu ơi, cái gì đây? Cá chép vàng à? Anh ơi. Cơ? Đây là cá chép vàng đang chuẩn bị hóa, vừa thăng nước hóa rồng. Đây là cái gì? Đây là đuôi đít, à? Đuôi. Đít không phải đuôi. Đây là vừa thăng nước hóa rồng, đuôi nó thành rồng, nó tròn dần đấy anh. Tròn dần à? Thôi các bạn ơi, cái cá này bị kiểu như nó bị thằng nào nó chém mất một mảng đuôi các bạn ạ. Tất cả ví dụ cá nó phải thế này thì nó đẹp đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà đây thôi. Các bạn này cá mà mất đuôi thì thôi. Cái này tôi chỉ cho 4 điểm thôi. Cá bị mất đuôi các bạn nhá. Rồi. Trời. Rồi các bạn ơi. Có đây là con cá rô phi đúng không? Cá nhìn chép đấy. Cá chép á? Cháu con này vẽ mấy cái dâu cho cháu vẽ thêm mấy thôi cái dâu. Em ơi, thôi như thế này thì cũng rất là đẹp rồi các bạn. Thì nói chung là cái phòng mà vẽ thì vảy cá hình nó cũng rất là giống các bạn nhá. Đấy, thì bài thi này tôi cũng chấm 7 điểm. Đó, như vậy là qua vòng này thì là Côn và Phòng đã là người giành chiến thắng. Hai người phải uống sẽ là Tâm và Hiếu các bạn nhá. Uống đi. Sao tôi nhục tí cái kèo này, tôi chưa thắng một phát nào các bạn. Em ơi, 3 vòng rồi. Không có tí năng khiếu đâu. Không phải cái đam mê này các bạn, đây là bọn này học toàn đi học ở tận nước ngoài ấy. Tôi học ở Việt Nam. Em học ở Việt Nam. Nhưng mà thằng này thực ra nó học ở nước ngoài, nó rốt như bồ ngoài, như đuổi. Trứng cá to đấy. Rồi các bạn ơi, Tâm uống em ơi. Tâm ơi cố lên em, anh không hiểu em vẽ đây là vẽ cái gì nữa, là đùa, thầy vẽ rất là nhục thế. Đó các bạn ơi, thì là thật sự là những họa sĩ của chúng tôi thì nó hơi nghiệp dư một tí, hơi buồn cười một tí, thì vẽ hình nó không được đẹp lắm, thì mong là các bạn thông cảm nhá. Nhưng mà anh em chúng tôi là vẫn tiếp tất cả các bạn, bạn nào muốn solo vẽ với anh em chúng tôi thì cứ đến đây cùng tham gia cùng team của Phương Cô Côn nhá. Anh Ngoan, anh Ngoan đây. Phần thi này anh phải cho em vẽ họa tới, tại vì quay gần ngay nhà tới. Ừ các bạn ơi, đây là cái gần ngay nhà tới thôi. Thôi không lên thiên đâu, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo nhá. Bây giờ mọi người sẽ vẽ cái quả táo các bạn ạ. Rồi. Đấy, quả táo thì cũng rất là đơn giản, thì nói chung là mọi người ăn suốt ngày đây. Đó. Rồi các bạn ơi, Hiếu phần thi này vẽ rất là nhanh. Rồi các bạn ơi, Hiếu là vẽ táo rất giống rồi các bạn ơi. Quan trọng là tính nó đi màu nó sẽ có chính xác hay không, và tất cả các cái chi tiết như là lá. Rồi. Đấy các bạn ơi, sang tiếp theo là sang quả Phòng các bạn ơi. Phòng đây là vẽ táo cắn dở rồi. Cái cắn dở bao giờ? Anh tưởng mày vẽ táo cắn giỏ cho nó giống trên ở điện thoại iPhone. Rồi.
thử sang xem của Phương Hữu Côn các bạn nhá. Phương Hữu Côn này. À, các bạn ơi, của Phương Hữu Côn. Côn vẽ đây là quả táo, này là quả, đây là quả, đây là quả lê các bạn ạ, không phải quả táo rồi. Khả năng côn vòng này oẳng thật rồi. Côn đang phác họa nha các bạn nhá. Tiếp tục. Của em Tâm nhá. Đây là cái cuống này, cái cuống. Tâm ơi. Cái cuống ở đầu táo rồi. Đâu? Đây. Tâm ơi, em táo em của táo của em táo lệch thế hả? Ồ, táo nó phải có quả này quả kia chứ anh ạ. Phân của quả nào nó cũng ấy đâu. Rồi ok, thì bây giờ là tất cả mọi người đang đi màu nhá các bạn nhá. Vậy chúng ta xem mọi người đi màu thì màu gì. Táo nữa ta phải màu đỏ chứ hả? Xong bọn này toàn tô màu màu gì đây? Các bạn ơi, phòng táo đi đi màu hồng thấy từ đấy. Đây đẳng cấp. Ta thích màu hồng. Này thôi. Ok. Ơi, xem màu của Hiếu à? Rồi xong. Hiếu ơi. Hiếu ơi, mày táo này bị tật à? Táo tật thì chín chín này, chín vàng không, chín đỏ này. Chín thối à? Chín thối đâu, chín vàng chín đỏ mà. Rồi ok các bạn ạ. Rồi mọi người, sau 3 phút thì mọi người đã xong quả táo các bạn nhá. Bây giờ tất cả mọi người giơ bài thi của mình lên nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bài của phòng các bạn nhá. Phòng thì vẽ quả táo rất là giống các bạn. Tất cả các chi bóng tiết luôn, từ bóng táo luôn. Cuống táo, lá táo. Nhưng mà tôi là lá táo thì lẽ ra cho màu xanh thì phải nó sẽ hợp lý hơn. Không, táo táo tiên các bạn này. Và ở phần ở dưới đó là cái bóng. Bóng thì cũng khá là giống các bạn, nhưng mỗi tội là màu chưa đi chuẩn lắm các bạn. Còn lần này tôi sẽ chấm cho 6 điểm nha các bạn nhá. Rồi. Em ơi. Cái gì đấy? Táo gì này? Cái lưu đạn à? Táo. Em phải tám miêu tả quả táo của em này. Anh ơi. Quả táo anh chưa đi siêu thị quả táo tròn này. Táo tròn thì ăn hơi ngọt luôn, táo như kiểu táo Úc ấy. Các bạn nói thật là tôi nhìn đây là tôi chưa biết đây là cái gì thật. Tôi mới đập vào tôi tưởng bể bơi mọc thêm cái cây ở giữa. Kiểu bể bơi của bọn trẻ con ấy các bạn ơi. Thôi các bạn này. Thứ nhất là đây là không thể nào mà hình dung ra được quả táo ạ. Thôi cái này chấm cho 3 điểm. Rồi. Táo nó bị giống ruột. Thôi. Các bạn ơi. Đây là cái quả gì đấy? Quả lê à? Cà rốt. Hả? Củ cà rốt to béo thế nhỉ? Quả táo không. Các đây hình như tôi giống là tôi nghĩ là giống cái quả gì nó cũng tròn, quả đào. Quả đào. Quả đào mà có lông ấy. Chính xác đây là quả đào có lông nhá các bạn ạ. Như vậy là lộn đề. Lộn đề các bạn ơi, 4 điểm. Rồi. Vẫn hơn đây nhiều à. Táo à? Táo anh. Vâng các bạn ơi, thì đây là quả táo thì cũng giống khá là giống nhưng mà hơi méo. Đấy nói chung là cũng gọi là ok. Đấy, các bạn ơi, đây. Tâm mình miêu tả đây là cái gì? Đây là cái lá ấy. Sao em tay em méo thế, em méo thế? Không, quả em muốn vẽ nó không kiểu mình tự tạo ra nó tròn quá thì nó lại không đẹp. Ok các bạn nhá. Méo méo tí. Thì bây giờ tôi sẽ chấm cho em Tâm là 5 điểm các bạn ơi. Ok. Và phần thi này thì cao điểm nhất vẫn là em Phòng và em Tâm các bạn nhá. Và hai người thấp điểm nhất đó là Côn và Hiếu. Thì mọi người sẽ tiếp tục phải uống các bạn nhá. Anh Côn này vào đầu tiên. Vào đầu tiên. Các bạn ơi. Tôi nhục quá, mấy vòng chưa thắng được ván nào các bạn. Quá nhục rồi các bạn. Tôi thật sự nếu mà tôi ở lại thì ba cái thằng này nó lại xỉ nhục tôi lắm. Thật. Mà giờ tôi em uống ra nước cũng no rồi. Giờ tôi xin phép các bạn ban tổ chức mấy anh em ở cuộc người chơi ấy. Tôi xin phép từng cuộc chơi tại đây nhé các bạn nhé. Các bạn này Hiếu mới uống được 4 lon mà đã xin nghỉ. 3 lon anh ơi. Đến lon thứ 4 nữa uống này này nữa okay. Không chơi được anh. Uống hết đi em ơi. Có uống được không? Ôi. Ồ thế cười bạn nhá. Thì chúng ta đã loại được một đối thủ rồi. Đó các bạn ơi, và người đầu tiên ngừng làm họa sĩ ngày hôm nay đó là em Hiếu Tồ Tè nhá. Hiếu thì nó thật sự nó không có năng khiếu về một cái gì đâu các bạn. Thật sự nó quá tồ tè. Rốt toàn tập. Đây là rốt toàn tập rồi. Thì ngày hôm nay bây giờ sẽ còn 3 người nhá. Còn Côn, Phòng và Tâm. Phòng ơi. Thì bây giờ là còn 3 người này thì mày sẽ như nào? Qua mấy cái vòng đấu thôi chứ đờ vanh Côn với cả họa sĩ Tâm thì thật chứ tôi nhìn mấy bức tranh nó không có hồn gì cả vậy. Thật chứ tôi hôm nay nhất chắc. Không các bạn ơi, nói ở hội họa thì bác Ngọt mới tới hôm thi thì Phòng nó mạnh nhất thật. Nhưng mà nó mạnh nhất nhưng không có tuổi đấy, tôi có tuổi đây, nó vẫn dưới tôi. Tâm thế nào em? Các bạn này anh Phòng với anh Côn luôn chỉ vào nó lừa cho tôi giờ tôi mới vẽ thật nhá. Ok các bạn nhá, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng thi tiếp theo. Phần thi tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ một cái áo các bạn, cái gọi là cái sa chiêng ấy. Ok đấy. Ok. Được chưa? Sa chiêng ở đúc tủ của Phòng. Sa chiêng nó là cái gì vậy anh? Là cái áo vú em ơi. Áo vú ạ. Lại. Thì cái áo này cũng hơi khó em Tâm các bạn. Em Tâm thì chưa được thử bao giờ. Em Tâm đã có người yêu đâu. Các bạn ơi, đây là những cái đường led đầu tiên của em Tâm các bạn nhá. Tỏ một tí. Rồi. Rồi tiếp tục sang cái của bài của Côn các bạn. Côn đã vẽ được hai cái quan trọng nhất các bạn ạ. Đó. Thì là phòng thi này thì chúng ta chỉ tìm ra một người vẽ đẹp nhất thôi các bạn nhá.
vẽ đẹp nhất thì sẽ không phải uống rồi các bạn ơi. Đó. Côn đã vẽ nha các bạn ơi. Tiếp tục cái phòng. Sao nó giống cái kính nhỉ? Thì cái sa chiêng này nó chả giống cái kính thì giống cái gì. Đấy các bạn ơi. Phòng đi cũng rất là giống các bạn ơi. Khả năng tí này tôi nghĩ là đi lên màu và nó cũng sẽ rất là lỗi các bạn nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ chờ mọi người lên màu. Chiêng màu hồng nó mới là cướp. Đúng rồi. Các bạn ơi, sau 3 phút thì mọi người vẽ cái áo vú xong rồi nhá. À, áo ngực, gọi áo ngực thì không gọi áo vú, nó hơi thô. Các bạn ơi, chúng đầu tiên là chúng ta sẽ đi đến màu. Tôi chào các bạn không nhận ra, tôi chấm như cái này cho giống. Các bạn ơi, cái bài của phòng nó cũng giống phết đấy, phải không đâu nhỉ? Nhưng mà nhìn xem là dây cóc xe đây, hai cái lúm này, tôi phải vẽ thêm cả cái này cho nhìn cho giống cái thật. Ok các bạn ạ, thì bài này cũng rất là giống các bạn ạ. Ở đây thì tôi sẽ chấm cho phòng được 7 điểm này các bạn ơi. Ok. Tôi vẽ gì đấy? Tay nghe à? Hay ô tô? Nhìn ô tô. Ô tô à? Hai cái che vú là có nghĩa là cái dây để quấn sau lưng để gắn vào ấy. Nhưng mà sao tôi giống nhìn giống tưởng cái con này vú bé thật chứ hai cái vú cách nhau có gì hai này không? Nếu mà để như này vú đứa làm vú phải mặc cái tận lai lách hai lách vú nó phải sát sát một tí to thế. Đúng rồi, các bạn ơi, cái này vú hơi thưa thôi. Tôi chấm cho 4 điểm vú thưa thế. Nếu mà mặc thế các bạn ơi, nếu như mặc áo của côn thì cái này vú ở đây mặc cái tận lai lách rồi. Em vẽ cái gì, bình nữa đây nhìn khác gì cái lốt nhạc không? Nó khá là giống lốt nhạc thật. Đây đúng rồi, lốt nhạc. Đây là sau cái này vuông rồi các bạn. Các bạn vẽ vào cho giống, tô lên màu cho giống như các bạn. Đùa thế này thì thật sự là không giống một tí nào các bạn. Thôi các bạn ơi, như bài này của Tâm thì tôi chấm cho chắc chỉ được 2 điểm thôi. Thôi các bạn ơi, như vậy là vòng tiếp theo này thì là vẽ áo ngực thì là phòng lại là người chiến thắng rồi các bạn ơi. Và hai người phải uống đó là Tâm và Côn nhá. Cướp các bạn này. Có vợ cũng lại thế hả? Trời, thế này. Bốn đứa rồi này. Cái vẽ mà nhìn chứ anh toàn mua tay nghe cho vợ mặc vú à? Hả? Trời trời cái gì? Chứ chỉ có ai những cái hiểu hội họa mới chấm được đây này, làm gì đủ các bạn cấp. Đây là hội họa lỗi này. Nhìn theo người à lỗi không? Đây là cái gì? Đây này lỗi này. Các bạn này, các bạn này tôi nói thật, bức tranh của anh Côn chỉ mấy thằng thần kinh nó mới hiểu. Chính xác em ơi, mấy ông họa sĩ, mấy ông nhà văn là kiểu động đầu tóc bù xù giống như thế, đúng rồi em. Rồi, đã xong nhá. Các bạn ơi, thật sự thằng phòng nó hoa tay của nó cũng rất là tốt, khả năng thế này hôm nào nó phải thi tôi mới tới các bạn ơi. Đấy, thì Côn với cả Tâm thì tôi nghĩ là dễ bỏng sớm rồi. Thì chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo nhá. Rồi. Vòng tiếp theo là ước mơ của bao nhiêu người, các bạn ạ, ai cũng muốn có một cái ô tô. Bây giờ mọi người sẽ muốn vẽ ô tô nhá. Đấy, ô tô thì tôi nghĩ cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn ơi, phòng thì nó phác họa đây là những cái led đầu tiên các bạn ơi. Cũng tôi thấy là nhìn thấy ra cái ô tô. Ô tô này kiểu ô tô đít vịt ngày xưa ấy. Mùi trần, à cái xe bán tải các bạn ơi. Cũng rất là giống rồi, các bạn ơi. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ đến với Côn nhá, ô tô của Côn nhá. Các bạn ơi, với những cái led đầu thì chưa biết là Côn đây là vẽ cái gì nhá các bạn nhá. Thì cũng chưa thể biết được. Côn là thực hiện bằng màu luôn. Vẽ bằng màu luôn cũng được, mọi người cứ vẽ bằng màu luôn thì cho nó rõ led này. Rồi các bạn ơi, đây là Côn vẽ cái bình nước rồi. Sai rồi. Rồi, sai vẫn có thời gian rồi. Bởi vì là mỗi một bức tranh của tôi thì là cho mọi người 3 phút để vẽ các bạn. Đó, tiếp theo là em Tâm nhá. Ai mà tự tin về cái năng lực vẽ của mình thì có thể vẽ bằng màu luôn thì không phải bằng bút chì. Các bạn ơi, sau 3 phút thì mọi người hãy giơ bài của mình lên nhá. Thì là vòng này là vẽ ô tô các bạn nhá. Trời. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bài của em Tâm nhá các bạn nhá. Tâm này đẹp. Em về ô tô này, sao ô tô này đớp nhiều sao béo thế? Ô tô phải to chứ anh. Các bạn này thì ô tô này thì nó cái thuyền. Đây là kiểu xe không khách ấy. Không phải đâu em ơi, ô tô thường thường là bánh nó phải ở sát cái này cơ. Nếu ra Tâm phải vẽ như này mới chính xác này. Đấy. Tôi kệ nó. Nhưng mà như thế này, còn cái ô tô này thì nó hơi béo ạ. Em tự sản xuất mà. Đó thì nói chung này, là cái ô tô người, này người đang cầm vô lăng này. Đó, ô tô này thì cũng không giống lắm ạ. Ô tô này kiểu như cái nhà ấy các bạn ơi. Thôi thì nói chung là cái này tôi chấm cho 4 điểm thôi em ơi. Dưới không được cao, à? Dưới trung bình em ơi. Đúp à? Cái này khả năng em đúp thật. Cái gì đây? Thôi. Xe tải thùng. Xe tải thùng. Bác chưa nhìn thấy xe tải thùng bao giờ? Chưa. Bây giờ nhìn bốn cái bánh đây đúng không? Đây là đèn, đây là vô lăng này đấy. Nghệ sĩ vàng gốc cồn được không? Không có này. Đúng hẳn luôn đi. Cái này nếu mà Côn bảo là xe tải thùng thì tôi nhìn nó hao hao giống cái gì nhỉ? Giống cái gì? Giống cái gì?
thật. Đúng xe tải thùng luôn. Này kiểu như đúng giống xe tang nhỉ, chết chó. Nó chết đi các bạn. Thôi bạn ơi, nhìn có vẻ chả giống ô tô. Không giống các bạn ạ. Đây kiểu như là đặt mấy cái hòn bi vào. Không, nói chung là cái này không giống các bạn ạ. Cái này khả năng là yếu kém hơn bài của thằng Tâm các bạn ạ. 3 điểm. Thôi. Ui dồi ôi các bạn ơi. Thôi, cái bài thì không phải nghĩ rồi. Có phải có gì phải bàn cãi không các bạn? Xấu thật. Cho hai thằng kia nhìn đi xem nào. Đây là nhìn cái giống cái ô tô không? Đấy, vô lăng này đàng hoàng ấy, Toyota hiệu đàng hoàng, bánh xe nhìn kiểu vòng xoáy kiểu xoáy nước ấy không? Đấy. Ok thì xả có luôn, đèn có luôn. Thì đấy, rất là giống các bạn nhá. Thì đây là cái một cái bức tranh của phòng vẽ rất là giống. Rồi thì bài này là 7 điểm đấy các bạn nhá. Đó, thì là vòng hai vòng này tiếp tục là Côn và Tâm lại là người tiếp tục phải uống qua. Phòng từ đấy là nó chưa phải động là vào một cái lon nào cả. Côn thì hết rất là nhiều rồi, Tâm cũng hết rất là nhiều rồi. Phòng nào mạnh thế? Phòng mạnh thật các bạn ơi. Biết cái gì đâu. Thì Tâm là lúc em học cấp 2 em có được học môn vẽ. Em làm gì có tiền đâu mà học. Đến giờ vẽ đi bài không học nữa. Ôi. Nó kiểu nó thu tiền riêng không học. Côn thì lúc tâm sự với Hiếu bảo là anh học giỏi nhất là môn thể dục với môn chào cờ. Môn vẽ thì không tồn tại, không biết gì. Các bạn ơi, thì vừa vòng vừa rồi thì là vẽ ô tô thì mọi người chẳng có ước mơ thì các bạn. Thì tôi thấy được phòng có ước mơ là đẹp nhất thì nó mơ được cái xe bán tải để sau này đi trộm bò. Trộm bò. Nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi. Thôi, thì nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng thi tiếp theo nhá. Phòng thi tiếp theo thì bây giờ mọi người sẽ tiếp tục sử dụng trí tưởng tượng của mình vẽ quần xịt. Bây giờ có hai loại quần xịt các bạn nhá, thì là quần xịt có cả Doraemon này, quần xịt có cả người nhện, hươu cao cổ đấy các bạn ạ. Thì có rất nhiều loại quần xịt, thì ai thích vẽ quần xịt đùi hay là quần xịt vuông hay chéo hay tam giác được hết các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, theo tôi là các bạn ơi, phòng bây giờ đang vẽ cái gì đây, cái xoong à? Đây hai cái ống quần này. Hả? Hai cái ống quần này. Ờ cũng đấy. có vẻ giống đấy các bạn ơi. Đây là tí nữa mày vẽ được cả Doraemon nữa vào thì mày ăn 100%. Shikakin luôn. Ờ. Thì là anh em của tôi là đa số là toàn mặc xịt Doraemon với cả siêu nhân người nhện các bạn nhá. Đây xem Côn nhá các bạn nhá. Côn này đang phác họa cái nước đi đầu tiên các bạn này. Xem đây là vẽ cái gì. Từ đấy tôi vẽ cái Côn tôi khó tưởng tượng ấy. Trời ơi, tổ tả thế nhỉ. Rồi. Xong luôn rồi là. Ok. Đâu xem nào. Tâm. Tâm đây vẽ cái gì đây em? Xịt đùi. Hả? Xịt đùi. Sao anh nhìn chả giống? Hai cái ống, hai ống chân hai bên, cái này là cái đựng. Các bạn ơi, sau 3 phút thì mọi người cũng đã hoàn thành nhá. Bây giờ mọi người dự bước. Rồi các bạn ơi, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bài của em Tâm. Tâm ơi em, cái gì ấy? Em ơi. Thật, tôi bảo bây giờ vẽ cái quần xịt mà tao này vẽ cái gì đấy? Sạt lít à? Đâu, vẽ cả bên trong luôn. Vẽ cả bên trong à? Em thằng nào nó cắt nó để ở đây à? Bị ra thế. Thôi gọi này thì Tâm mà vẽ cái này thì hơi tồi tệ. Cái ống đựng ấy các bạn ạ. Nói chung là Tâm không có tí năng khiếu nào gọi này. Tâm vẽ đây được vẽ cái gì? Thôi gọi này, bài này thì tôi khả năng cho một điểm gọi này. Một điểm nhá, không có gì để bàn cãi đâu. Tiếp tục bây giờ Côn sẽ tả nhá các bạn nhá. Về cái quần xịt của Côn bắt đầu. Quá đơn giản đây này. Đây là cái lỗ mình mặc vào ở vành ấy mình. Đây là hai cái thọc chân vào đấy. Thế còn cái đựng đâu, cái đựng đâu? Thế còn cái chân giữa không kinh à? Không em ơi. Để thòng lõng à? Không để thòng lõng à? Để thòng lõng à? Cái này để cho này đây. Không, cái ống đựng như này. Không, cái này thiếu rồi các bạn ơi. Đấy. Thế là xong luôn. Chìm dài đấy. Nói chung là cái này để đựng cái hơi dài. Các bạn ơi, nếu mà như thằng này thì chim thằng nào dài thì tận đầu gối các bạn ạ. Thôi cái này cái lấy cho để cho Côn mà nào thiết kế mẫu thời trang thật nhiều thằng nó đến nó xiên đấy bạn ơi, thế nó mới phá cách. Thôi bài này tôi chấm cho 3 điểm nhá. Rồi tiếp tục đến bạn ai gì đấy, Shikakin đàng hoàng đây các bạn ơi. Thì thật sự là bài của phòng rất là giống luôn, đúng kiểu phong cách quần xịt. Đây là Shikakin các bạn, Doraemon các bạn nhá. Có cả cờ đỏ sao vàng, em cờ đỏ sao vàng đặt đây ngôi sao thôi, không phải là cờ đỏ sao vàng, đây là những ngôi sao ấy. Ngôi sao rồi, chính xác gọi là nói chung là vẽ ống to ống bé thì các bạn là đây là cho những cái thằng bị tật bên trái nghiêng ba cái đứng nghiêng đứng nghiêng mình xoay nghiêng xoay nghiêng khác gì cái con đùi đâu mà em ơi. Xịt đùi con gì, đây là hai cái hoàn trái với đây là cái con chim, con đùi như này cơ còn xịt đùi khác thôi bạn ơi. Nhưng mà thật sự là cái vẽ cái quần này cũng rất là giống, đây đúng kiểu xịt đùi bạn, và cũng là
một hãng thời trang Sekakin. Đấy. Thì là okay. Hãng thời trang này thì nếu mà muốn tuyển phòng về thì cứ comment và inbox nha các bạn nhá. Rất nhiều mẫu như luôn. Vậy là bài này cũng rất là đẹp. Tôi sẽ tiêu cực chấm cho 7 điểm. Rồi các bạn ơi, tổng kết vòng này thì là Côn và Tâm là người điểm thấp nhất, thì là hai người này sẽ phải uống các bạn nhá. Thôi các bạn, khả năng thế này, kéo hôm nay thì Côn không chơi lại được phòng à. Phòng quá mạnh. Phòng tuổi gì? Cố lên. Tâm em từ đầu rồi, em vòng nào em cũng được uống các bạn. Tâm nó mạnh thật. Không có một vòng thoát thôi. Hả? À ừ, có một vòng quả táo rồi. Một vòng thoát quả táo. Vòng quả táo thoát. Thôi cho bạn ơi. Tôi uống từ nãy lo lắm rồi cho bạn. Vẽ thì ngu không biết vẽ. Nên là thôi, hôm nay tôi xin phép anh em tôi thua ấy. Thắng anh Hiếu đủ rồi các bạn ạ. Đỡ nhục. Em ơi. Sớm thế. Thôi thắng anh Hiếu rồi, em có biết vẽ đâu. Đã, anh đi cùng với. Rồi ok nhá. Nhìn cái salit của tôi này các bạn hiểu ấy. Thôi các bạn là như vậy, người tiếp theo không còn làm họa sĩ nữa. Đó chính là em Tâm ấy các bạn nhá. Em Tâm thì vẽ hơi tồi tệ các bạn ạ. Nói chung là vào đây thì Tâm thì để cho video nó dài thêm thôi. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ vào vòng chung kết này. Bây giờ còn Côn và Phòng. Thì bây giờ trước khi đến vào vòng chung kết, Phòng mày muốn tâm sự gì, hay là muốn nhường nhịn gì, hay là muốn chấp gì không? Riêng anh Côn thì thật chứ van gốc Côn này, hôm nay tôi cho đu gốc cây luôn rồi này. Chỉ làm sao có cửa đâu mới tôi. Sao? Sao? Phòng ơi, em xin thua đi em ơi. Giờ bắt đầu vẽ. Giờ bắt đầu vẽ. Rồi bạn ơi, vào vòng chung kết thì chúng ta sẽ vẽ những cái nào khó hơn, phức tạp hơn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến vòng này là chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà các bạn nhá. Đó, thì là ngôi nhà thì chúng ta cũng rất đơn giản. Nói chung là tôi nhớ là ngày xưa học cấp 1 ấy, thì nói chung là toàn là vẽ cây nhà với cả hai cái cây ở bên cạnh thôi. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần vẽ ngôi nhà thôi. Cứ vẽ làm sao mà khi mà mọi người cùng vào nhận xét là đẹp, hoặc phải nhận ra đấy là ngôi nhà chứ không phải nhận ra đấy là cái điện thoại là được. Đấy thì nói chung là cũng có thể là cái đẹp của tôi lại khác một số người. Nếu các bạn mà có những cái vòng nào mà tôi chấm điểm nó chưa chuẩn thì các bạn cứ comment ở phía dưới video nhé các bạn nhé. Đấy thì tất cả mọi người đến với cái bài của Phòng này. Phòng bây giờ đang khắc họa đây là hình như là đây là vẽ cái gì đây? Nhà 4 tầng à? Chiều dài cái nhà. Đây các bạn ơi, Phòng đang vẽ cái đây là vẽ một cái nhà ống các bạn ạ. Đấy. Đấy, đây là cái trên này tôi thấy là đang vẽ cái mái rồi. Đấy. Được đấy, Phòng vẽ cũng có vẻ là nó trừu tượng, nó giống hơn. Đây các bạn ơi, còn Côn nhá. Côn thì đây là đang vẽ cái nhà kiểu nhà máy ranh ngày xưa ấy các bạn ơi. Đây là lập ngói. Và cái nhà này thì đang thiếu tiền nên lập ngói nó rất là thưa các bạn nhá. Và các bạn ơi, sau 3 phút thì chúng ta đã có bài thi của hai người nhá. Bây giờ hai người giơ lên nào. Và các bạn ơi, chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ đến với bài thi của Côn. Côn vẽ một cái nhà cũng rất đơn giản. Đúng kiểu ngày xưa là học sinh tiểu học là hay vẽ kiểu cái nhà này. Nhà này là nhà cấp 4 các bạn nhá. Thì nhà này tôi nghĩ là cũng rất là đẹp, cũng rất là hợp với phong cách như vậy nhá. Đấy, thì là bài này là nói chung nhìn vào phát đã biết đây là cái nhà các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chấm cho 7 điểm. Đấy. Phong ơi, mày vẽ cái gì đấy? Nhà 2 tầng mấy gì? Cháu vẽ cả một khuôn viên nhà dài, khoảng nhà ống dài luôn. Em ơi, nhà thằng này nó thừa tiền nên nó xây nhiều cửa thế hả bạn? Bác này có hai cái cửa sổ đây, hai ô thoáng ở trên này. Đấy, hai ô thoáng để gió lồng vào chứ. Đây là phòng mở cửa sẵn sàng đồ chờ đón khách luôn đấy. Tầng 1, tầng 2 đẹp luôn. Không coi này, căn bản là thằng Phòng nó vẽ định vẽ 3D nhưng mà nó lại trừu tượng của nó lại kém cả này. Cái lớp 3D thường thường là cái góc mình cứ nhìn gần nhất thì nó sẽ là phải rõ nhất và góc đằng sau nó sẽ mờ dần các bạn ơi. Nhưng mà nó vẽ thế này nó là vẽ rốt. Đấy các bạn ơi. Thì nhà thì nhiều cửa quá thế này chỉ cho bọn trộm nó dễ vào thôi. Nói chung là nhìn thì nhiều người nhìn vào đây thì sẽ không đoán được đây là cái ngôi nhà. Thật. Tôi khẳng định thế, thì sẽ không bằng bài của cô nhá. Bài này tôi chỉ chấm cho 6 điểm thôi. Okay. Các bạn ơi. Như vậy là Phòng này thì là Côn là người giành chiến thắng các bạn nhá, 7 điểm. Đấy, bây giờ Phòng bây giờ sau bao nhiêu lượt đấu bây giờ Phòng bây giờ bắt đầu mới thua. Thua một trận. Tôi thả anh Côn vòng này để tôi uống cho nó khác. Ok. Thì nói chung là ví dụ tôi mà chấm điểm mà các bạn tôi mà chấm điểm mà không chính xác thì các bạn nghĩ điểm cao hơn thì các bạn cứ comment ở phía dưới video nhé các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo nhá. Vòng tiếp theo thì chúng ta vẽ lá cờ Việt Nam các bạn ạ. Cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam các bạn nhá. Ok. Thì nói chung là cái này thì ai cũng tôi nghĩ là ai cũng sẽ vẽ đẹp các bạn ạ. Bởi vì là lá cờ Tổ quốc thì nói chung là gắn liền với chúng ta từ lúc bắt đầu đi học các bạn ạ. Ở trên trường lúc nào cũng có
cờ Tổ quốc. Và ở quê tôi nhá, nhà nào mà cứ đến Tết ấy là cũng phải mỗi nhà phải treo một cái lá cờ bạn ạ, để nhớ với công ơn của Đảng. Đó, thì để xem ngày hôm nay xem ai là người sẽ vẽ đẹp nhất các bạn nhá. Đầu tiên là đến lá cờ của phòng các bạn nhá. Phòng vẽ rất là chi tiết các bạn ơi. Đấy, lá cờ có ngôi sao và có cả cột nhuận sóng luôn, cả... nó đang tung bay phất phới. Có cột trống các bạn ơi. Đấy, lá cờ đang có gió, đây là gió to, gió này chắc phải cầm cấp 6 cấp 7 các bạn ơi. Đó. Còn là đến lá cờ của côn các bạn nhá. Côn thì cái lá cờ rất là đơn giản các bạn ơi. Đấy, cũng có cái cột trống, ngôi sao, cờ đỏ sao vàng. Rất là đơn giản các bạn ơi. Các bạn ơi, sau 3 phút thì mọi người đã có kết quả nhá. Bây giờ mọi người dơ bài thi của mình lên. Đấy, các bạn ơi. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với bài thi của phòng các bạn nhá. Thì nói chung là lá cờ này thì nhìn cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, cũng có lá cờ này, ngôi sao. Đấy, và có cả một cái cột trống nữa các bạn ơi. Đấy, còn bên côn. Bên côn thì cũng tương tự như thế, nhưng mà lá cờ này thì nó hơi cứng. Lá cờ này khả năng đây là nó đang hàn bằng Ni lốc. Nó rất là cứng mà nó không tung bay được. Ai, nhưng mà cái cột này làm sao nó giữ được cái cờ to này? Ừ. Độc một mẩu mà cái bằng dây thừng à? Em mà khả năng nó thiết kế cột đây này, nhìn cột đây này nó phải thế này chứ. Đúng rồi, chính xác các bạn nhá. Không ra gì các bạn, thằng này nó làm sao mà thẩm thấu được? Thẩm thấu được. Không, các bạn, côn khả năng là sử dụng chất liệu nó cứng hơn. Là cứng hơn cả sắt thép các bạn. Đấy, thì nói chung là hai cái bài này thì tôi nghĩ là bài bức tranh của phòng thì được đánh giá nó cao hơn, nó mềm mại hơn các bạn nhá. Đấy, nhìn nó cũng vẻ chắc chắn hơn. Cái cờ côn thì nó hơi cứng ạ. Đây nó hàn bằng sắt. Cột cờ cao dễ đổ lắm, mọi người thấy không? Thôi thì là bây giờ tôi sẽ chấm điểm cho bài anh ơi, nha. Anh xem cái cột nào cao hơn, cột em cũng ngắn thế này, anh thế này. Thôi các bạn ơi, bài này thì tôi sẽ chấm cho 7. Và bài của côn được 6 điểm nha các bạn nhá. Ok. Và bài thì côn đã là người thua cuộc, lại tiếp tục uống nha các bạn nhá. Côn thế nào, ăn không ý. Từ đầu là, côn từ đầu là có ăn phát nào không nhỉ? Ăn một phát rồi. Từ đâu? Ôi, đừng chuối. Cố lên. Và các bạn ơi, tiếp tục là chúng ta sẽ đến với bài thi tiếp theo nhá. Bài thi này thì nó sẽ khó hơn này. Đó, bây giờ mọi người sẽ vẽ một chiếc xe đạp với các bạn nhá. Đó, nói chung là cứ xe đạp thì tôi lại nhớ về tuổi thơ ngày xưa các bạn ạ. Ngày xưa tuổi thơ của tôi lúc nhỏ ấy, đi học cấp 1 các bạn, xe là đấy kiểu là xe là đấy mình không có tiền ấy, bố mẹ mua những cái xe nó tồ tè, xong đi được 1-2 năm rồi bắt đầu nó tuột xích, cứ đi đến lớp lúc nào là tay cứ đen xì lúc đấy các bạn ạ, nó tuột xích xong mình lại phải gỡ xích ra ấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài của côn các bạn nhá. Bài của côn này các bạn này, côn đầu tiên là vẽ hai cái bánh trước nhá. Tôi chưa thấy đây là phải là cái xe đạp hay không ạ, càng nữa là càng. Đấy đúng rồi. Ta đây. Vẽ càng thì nhìn như cái đầu con trâu. Rồi, tiếp tục vào đến bài thi của phòng đấy các bạn ơi. Bài thi của phòng ấy là có đang nhớ lại cái gì? Đang nhớ lại cái gì à? Nói chung là cái hai cái bánh kia thì rất là giống rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ đang vẽ cái yên à? Yên sau. Đấy, đây là yên của phòng các bạn nhá. Tiếp tục là có này giống thế. Đây là cái yên ngồi trước các bạn nhá. Thôi thế này khả năng côn lại oẳng vòng này rồi. Rồi các bạn ơi, rất là giống các bạn ơi. Thế này tí đô thêm màu vào thì rất là giống. Các bạn này, cái gì đấy? Cứ hình dung là xe đạp. Xe đạp tôi nhìn tôi nhìn thấy cái giống cái chim đấy nhỉ? Xe đạp rồi. Các bạn ơi, sau 3 phút thì chúng ta lại có kết quả nhá. Mọi người cùng giơ bài lên. Hiếu ơi, mày ra đây xem chết với anh nhá. Đây là bài của côn như này nhá. Chúng ta sẽ đến với bài của côn nhá. Rồi, Hiếu ơi, mày nhìn đây là cái gì đây không? Hả? Đây là cái hai cái bánh xe này đang chở một con chim rất là to à. Chở chim à? Đây chim. Xe chở trái à? Đây con này là cái đầu súng đầu chim. Đầu chim, con chim nhỏ của mình đấy các bạn. Đây miêu tả đúng cái kiểu là anh cô đang chở con chim của mình đấy các bạn. Các bạn nhìn tôi chả giống, nhìn chả giống cái xe gì à? Cái này cứ nhìn một cười đấy nhỉ. Thôi các bạn ơi,
Cái này thì tôi thật sự là tượng trưng cho hai bàn tay. Đây là hai cái cảng, xong rồi cái rất là có cái vòng này. Tay. Cái tay. Đây là người này. Người đây là tay đang bắt lái cả xe đạp. Thằng này nếu mà thằng này nó mà đi cái xe của côn thì của chắc là thằng đấy nó bị liệt hết tay các bạn. Tay dài quá. Thôi nói chung là cái bàn này tôi chỉ chấm nó 4 thôi mà đây. Rồi. Ui gọi đây. Chà. Xe đẹp phết gọi đây. Rất là giống cái xe đạp ấy gọi nhá. Xe thời ngày xưa gọi tôi cả xe vuông này gọi đây. Đấy thì nói chung là cái bài này cũng rất là đẹp nhá. Đấy thì bài này tôi sẽ chấm 6 điểm ngay nhá. Như vậy và vòng tiếp theo thì Côn lại là người thua cuộc nha. Côn lại phải uống gọi nhá. Sao? Côn này. Có điều gì muốn nói không? Buồn đấy. Có điều gì muốn nói không? Phòng nó mạnh quá. Phòng nó mạnh quá thật. Từ nãy là toàn coi Côn uống rồi. Từ đầu clip bây giờ. Rồi, cố lên. Còn okay. Còn chụp nữa không? Ở các bạn ơi thì thật sự là cái thử thách làm họa sĩ ngày hôm nay thì thằng Phòng nó lại mạnh quá các bạn ạ. Đấy thì Côn vào đây thì cũng gọi chỉ là người thừa cho video êm, nó dài tí thôi. Êm lắm bạn. Đường đi thật sự tôi thấy được Phòng nó đi nó êm lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo nhá. Bây giờ vòng tiếp theo nó sẽ khó hơn các bạn ạ. Bây giờ mọi người sẽ vẽ bản đồ Việt Nam. Đó là hình chữ S nha các bạn nhá. Đấy thì chúng ta sẽ phải phác họa lại cái đất nước Việt Nam của mình các bạn ạ. Đấy, hình chữ S các bạn ạ. Nói chung là cái chữ S này thì vẽ nó cũng sẽ hơi khó thôi các bạn ơi. Đấy nhưng mà nói chung là cái này thì chúng ta, những cái hình này chúng ta được bắt gặp ở trong sách vở hoặc báo chí. Nói chung là TV cũng nói về rất là nhiều các bạn ơi. Đấy. Các bạn ơi. Đây đây các bạn ơi. Đây là hình chữ S của Côn này. Đấy, đây là hình con rắn các bạn ơi. Cái đây không phải hình chữ S đâu. Đấy, đây là nói chung là Côn vẫn phác họa được hình hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa các bạn nhá. Đó. Thì nói chung là hai cái quần đảo đấy thì nói chung là của Việt Nam nhá. Mấy cái nước khác không được xâm phạm các bạn ạ. Đấy mà xâm phạm phát là Phòng nó sẵn sàng nó hy sinh ngay. Đó. Rồi các bạn ơi. Phòng nó vẽ thật sự rất là giống các bạn ơi. Đây các bạn nhá, thì là tất cả các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nó chỉ là tất cả những cái quần đảo nhỏ xung quanh này thôi. Đấy, thì vẽ như thế này thì rất là đúng rồi. Hình chữ S thì cũng khá là giống các bạn ơi. Thì bây giờ mọi người chỉ cần đi tô màu vào nữa là xong thôi. Thì chúng ta sẽ đợi mọi người trong vòng 3 phút nhá xem. Các bạn ơi, và sau 3 phút thì chúng ta sẽ được bài thi của Côn và Phòng nhá. Và bài thi lần này là mọi người sẽ vẽ hình chữ S các bạn này. Các bạn này, đây là hình chữ S của Côn nhá. Côn là miêu tả đây thế nào? Cũng các cái con vịt. Đây là hình con sâu. Hình con gì đây? Chữ S đây. Sao đất nước mình tròn thế hả? Nhìn như con sâu nằm ở đây hả? Tròn đâu? Đây là hai cái bông hoa, hai cái gì? Đâu, đây là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có những đảo nhỏ vùng quanh nhá. Thôi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên gia Hiếu để nhận xét về cái bài này nhá. Các bạn ơi. Cái hình này thì khác gì cái đuôi chó. Đuôi này khác gì cái đuôi chó. Đuôi chó này. Đây. Đây khác gì đuôi chó đâu đây đúng không các bạn ơi? Đây thì khác gì con chó nó bị cắm đầu xuống đất. Đùa với anh cô này. Thôi nói chung là bây giờ là vẽ cái này là cái bản đồ Việt Nam các bạn ạ. Đấy hình chữ S thì như thế này thì vẫn có hình chữ S. Có hình chữ S nhưng mà nó sai ạ. Thì cái này khả năng tôi chỉ chấm cho 1 điểm mà. Quá tồi. Quá kém. Tồi. Bây giờ là Côn nó bây giờ cho đúp luôn năm nay nhá. Rồi, tiếp tục đến bài của Phòng. Rồi Phòng ăn chặt rồi. Ôi các bạn ơi, Phòng này cũng đẹp phết nhỉ. Nhưng mà đất nước Việt Nam sao cái hình này lại tên này. Quên kia cái mũi cho, này cho vẽ nhầm nên không. Mũi này là phải sang bên này mới đúng. Nó không bởi vì được. Cái đất nước này là cái khu vực này là cái khu vực Quảng Ninh đúng không? Quảng Ninh Hải Phòng là khu sang bên nó này. Phải hướng ra biển. Hướng ra biển nhưng rồi đây là hướng về Trung Quốc rồi. Thằng này là kiểu như là có ý định phản quốc rồi, thằng này phản quốc. Không được. Rồi các bạn ơi. Thì là vẽ nổi bật được lên là cái Hoàng Sa và Trường Sa ấy các bạn nhá. Đấy, thủ đô Hà Nội. Đấy, Hà Nội thì là thành có Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Ngôi sao vàng. Và cái phần thi này thì Phòng lại là người tiếp tục chiến thắng nhá. Cái này riêng về vẽ đất nước mà xấu như này tôi chỉ chấm cho 4 điểm thôi. Vẫn thắng. Đấy, thì nói chung là vẫn thắng cái vòng này nhá. Rồi. Vòng này thì Côn lại là người tiếp tục uống các bạn nhá. Ủa sao? Có đấu được không? Hả? Không phải bắt đầu. Đứng đi cái đây quay đi. Quay thẳng luôn này, quay thẳng luôn. Quay đấy lúc ấy em phải di chuyển đi rồi. Sao không phải bắt đầu anh Côn? Sao? Thôi, nói đi. Mày cứ... Thôi, sao? Thôi, quay lại từ giờ. Thôi.
Các bạn ơi, thì như vậy là cái vòng này thì là tôi đã chấm cho bài của phòng được 4 điểm nhá. Và bài ở côn 1 điểm. Thì phòng này là người chiến thắng vòng này nhá các bạn ạ. Nào, có gì nói không? Có người gì tiếp tục lại phải uống là côn. Chơi luôn. Chơi luôn cơ. Uống đi chứ mới chơi chứ. Đùa đấy thôi các bạn ơi. Thật sự từ đầu đến cuối tôi mới được đúng một vòng uống rất là nhiều rồi các bạn ạ. À đâu? Mà chưa nhiều các bạn ơi, thật lại đến giờ hẹn em Thanh Hóa rồi các bạn ạ. Thôi, thì tôi xin dừng cuộc chơi đây để tôi về làm việc nhé các bạn nhé. Về làm gì? Không phải hỏi em ơi. Các bạn ơi, thì là chúng ta đã tìm ra được người làm họa sĩ cuối cùng. Đó chính là em Phòng nha. Và giải thưởng 1 triệu đồng thì sẽ dành cho Phòng nhá. Thì ngày hôm nay thật sự Phòng nó cũng rất là mạnh. Đấy là đấu với bọn Côn, bọn Hiếu thôi. Chứ còn tôi với cả tới vào thì Phòng nó không có cửa gì các bạn ạ. Thì thật sự đây là một cái video cũng rất là thú vị. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay là ký kênh, like, chia sẻ và comment. Muốn em chúng tôi thực hiện người cuối cùng làm gì hãy comment nhé. Một lần cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.